Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Oil Family Cuộc Sống Mỹ. Ngọc với Tùng đang đi công việc, nhưng mà tự nhiên chạy qua cái shop này thì thấy cái shop này bán trái cây. Tự nhiên bây giờ hướng lên hàng trái cây quá, mà đặc biệt là cái shop này bán trái cây là được nhập khẩu từ Úc, Hàn với lại Nhật. Thì bây giờ Ngọc vô đây để Ngọc coi, Ngọc mua trái cây để Ngọc sẵn tiện. Ngọc cũng không tính quay cái video này đâu, nhưng mà sẵn tiện Ngọc quay cái video này để giới thiệu với tất cả mọi người. Nếu mà Ngọc về Ngọc ăn cái trái cây này ngon như thế nào thì Ngọc có thể giới thiệu tất cả mọi người nào mà đang ở Gò Vấp á, có thể tới đây để mua thử cái loại trái cây này nha. Thì hiện tại các bạn thấy trong đây là có những cái tủ đồ bán đồ. Đây, cái trái này là nãy Ngọc mua rồi nè. Đây là trái táo Nhật nè. Rồi dưới này đang ta táo Nhật nhưng mà màu vàng đó. Rồi đây là bên đây là tất cả những cái loại nho của Mỹ, nhưng mà nho lớn nho Mỹ đó với Ngọc thì quá bình thường rồi, nên Ngọc không có quan tâm nhiều tới nho Mỹ. Ngọc quan tâm tới cái nho này nè, là hồi bữa Ngọc có đi Nhật, Ngọc ăn ngay nho này nè các bạn. Hôm nay Ngọc muốn mua về để cho chị Ngân với mẹ với lại ba anh Bảo rồi với lại anh Chay đồ ăn thử. Có dâu với lại cherry nữa các bạn. Ở cái hàng bên đây là chuối nè các bạn. À, chuối này chú Mỹ nè. Ủa này chú Việt Nam hả em? Dạ, chú này chú Việt Nam. Đây này chú Việt Nam, còn đây là cam gì em? Dạ, đây là cam Úc ạ. Cam của Úc luôn. Dạ. Rồi táo này là cũng của Hàn, lê của Hàn Quốc luôn. Còn này cam là cam của Úc luôn hả? Dạ đúng rồi. À. Cam là cam độc quyền bên em ạ. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều đồ hàng chân ở đây luôn. Thì đây là một cái shop nói chung là nhỏ thôi, nhưng mà cũng đủ để tất cả mọi người có thể mua những cái loại trái cây mà mình yêu thích. Thì bây giờ Ngọc sẽ mua vài loại trái cây và về ăn review cho tất cả mọi người cùng xem thử coi như thế nào nha. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi video này. Rồi, thì em tính tiền giùm chị đi. Dạ. Dạ cái này tổng hết của mình hết tất cả là 2.337.000 ạ. Rồi bây giờ em cho chị biết thử cái giá này là bao nhiêu nè, cái hộp này nè. Dâu tây, hộp dâu tây này của mình là 306. Dạ, 306 là 288.000 ạ. Hả? Sao đây ghi hả? Cái đơn giá nó bị sai ấy chị. 288.000. Dạ 288. Bao nhiêu gram? 3 lạng 6. 3 lạng 6. Dạ. Rồi. Tiếp tục cái nho này. Nho hàng này thì là 7 lạng 2. Thì nó là 935.000 ạ. 935.000 cho 7 lạng 2 hả? Dạ. Rồi. Cái táo này là tụi em còn trừ khay nữa chị. Rồi, táo này là sao? Táo vàng này của mình 1.07 em trừ bì còn 1.02. Là 407.000 ạ. Vậy là 1 kg là nhiêu? 1 kg là 399.000. Rồi, hai cái trái táo siêu to khổng lồ. Táo này là táo Sekaiuchi của Nhật. Cái này 1.23 em trừ bì còn 1.18. Cái này của mình 707.000 ạ. Rồi, vậy là cái này bao nhiêu 1 kg? Dạ 599.000 1 kg ạ. Đó, ok, đóng gói giùm cho chị ha. Dạ. Là tổng cộng giá bill là 2.200 2.336.000 rồi, ok. Chị cho em xin số điện thoại của mình với ạ. À thì con bé này á, là nói là cho xin số điện thoại để làm gì em nói cho chị nghe. Dạ là khi chị có số điện thoại là chị làm thẻ thành viên ở bên em á. Khi nào ví dụ như chị về chị dùng trái cây mà chị không hài lòng, hoặc là trái cây bên trong nó có vấn đề gì đó tụi em không có thể kiểm soát được hết bên trong á, chị có thể đem lại em đổi, hoặc là đổi sản phẩm khác, hoặc là có thể hoàn tiền cho mình nè. Rồi chắc chắn 100% là dạ, vậy đúng không? 100%. Rồi rồi dạ. Nghe cái câu là rất là uy tín rồi đó. Rồi Tùng giờ trả tiền giùm chị Ngọc đi Tùng. Bao nhiêu? Đây các bạn, cái tiệm này tên là Clever Fruit, trái cây. Cái này là nằm đối diện ở chợ Gò Vấp luôn nha mọi người. Đối diện ở chợ Gò Vấp luôn á. À, mình có thể vô đây để mua mấy cái thẻ này để có thể làm quà tặng nữa nè. Đặc biệt là các bạn có thể mua những cái giỏ trái cây này để đem biếu. Đó, người ta có làm sẵn những cái giỏ trái cây này rồi. Một cái giỏ này là giá bao nhiêu tiền em? Dạ giờ này là 1.218.000. À, cái giá cũng rất là hợp lý luôn mọi người. Cái này mà đem biếu thì nhìn rất là sang trọng, mà cái người mà được nhận á cảm thấy là rất là quý giá luôn á, tại vì những cái loại sản phẩm này là được nhập rất là tốt luôn. Còn cái giỏ bên đây là nhiêu em? Dạ, cái giỏ này là 857.000. À 1.500.000. À, cái giá rất là tốt luôn. Em có gói theo sản phẩm của mình chọn luôn đấy chị. Là sao em? Tức là chị có thể chọn tụi em gói cho mình trực tiếp luôn. À, thì mình chọn cái nào cái tụi em gói bỏ vô cái đó. Dạ. Quá tốt luôn. Rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều nha. Đây nè các bạn ơi, thì Ngọc với lại Tùng đã về tới nhà rồi. Hồi nãy là không có tính, hồi nãy là Tùng chị Ngọc với Tùng đi qua cái shop này rồi. Đúng rồi. Cái tự nhiên cái Ngọc nhìn lại, Ngọc nói tung quẹo lại cho chị Ngọc. Cái để coi cái shop này có cái gì để mua trái cây. Thì hai đứa chị em đã về tới nhà và đem trái cây về tới nhà an toàn rồi mọi người ơi. Thì bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi cái video này để Ngọc mời mẹ với chị Ngân đi lên ăn thử những cái loại trái cây này. À, cái này thì có nho là Ngọc đã thử rồi nè. Còn dâu Hàn Quốc với lại táo Nhật thì Ngọc chưa ăn thử, Tùng cũng chưa bao giờ thử đúng không? Chưa bao giờ. Rồi thì bây giờ cả nhà mình cùng ngồi ăn thử coi như thế nào nha. Mời tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Chào cả nhà.
Tùng bên này tự tin hơn chứ không kính rồi. Thì đây mẹ con với anh Tùng đem cái giỏ này về là mẹ bất ngờ không? Bất ngờ đúng rồi. Thì con đi ngang qua thì con thấy con bữa giờ con từ khi đi Nhật về là con kiếm nhiều lắm rồi để mua thử cho mẹ với chị Ngân ăn thử coi sao, tại vì con biết mẹ chị Ngân là thích ăn trái cây. Đó, những cái loại này là cái giống của Nhật mà được trồng ở Hàn Quốc. Còn đây là đúng là nho dâu của Hàn Quốc luôn mọi người. Còn hai cái loại này là của Nhật. Đó, cái giá thì con đã báo cho tất cả mọi người báo giá lúc mà ngay chỗ cái đồ shop rồi. Thì bây giờ thôi gia đình mình bắt đầu ăn đi. Xin mời tất cả mọi người nha. Hai cái táo to giả mẹ cho con một cái băng ở bên đó đi mẹ. Ô, mọi người coi nè, bây giờ cả gia đình mình lột ra ha, xong rồi cái để lên chụp cái tấm hình thumbnail à, chụp ngon cái tấm hình cả nhà ơi. Ôi nó còn đang lạnh chứ sao, nằm ở trong nè mẹ cầm trái này trong tủ để giữ lạnh, chị Ngân cầm tay tại vì những cái trái này nó đang nằm trong tủ lạnh luôn mà. Rồi cái hầm nó hư ủi dâu à. Rồi, Tùng bây giờ Tùng cặp hầm, bỏ này xuống đi, bỏ này xuống đó. Bây giờ Tùng cặp hầm dâu vậy nè, đưa thẳng lên cho mọi người nha. Chị Ngân à, cầm trái đưa thẳng lên nha. Bây giờ nè, 1, 2, 3, chi. Rồi, thôi, bây giờ để xuống đây. Rất tiếc là không có con nhỏ chi chi. Trời ơi, nó ngủ rồi cô chú ơi. Khi mà làm cái video clip này á là ba đứa nó phải ngủ cô chú mình là mới được. Rồi xong rồi chừng nào mà nó ngủ dậy thì cho nó ăn sao. Cẩn thận cái cuốn mà cũng phải giữ bằng cái chứ sao? Giữ bằng cái xốp luôn. Tùng bữa nay từ chung siêu khi cổ giữ Tùng về Tùng nó lên level lắm rồi, biết 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 bài biện ra được ra nữa. Bây giờ không mà cả nhà. Cái mà con muốn mọi người ăn trước là ăn thử cái nho trước đi. Nho gọi là nho gì? Nho Hàn Quốc. Nho con trước đi. Nho Nhật trồng Hàn Quốc. Tùng trước đi. Rồi, cảm ơn con. Trời ơi. Rồi cho đều quá đó, khỏi ai. Rồi vô nha. Bố mình để đây vô. Vô. Mời mọi người nha. Mọi người. Không chị Ngân được lột vỏ. Không lột vỏ luôn. Không lột vỏ ăn đi. Đúng nó khác nhau Việt Nam nhiều á. Ăn đi rồi biết cái trái này không phải Đà Nẵng ăn trái nho. Ăn giống như cái mùi ổi ổi nha. Lạ lắm. Lạ. Không phải Đà Nẵng nho. Mình xin nói với cả nhà như thế này. Con gái thì nó quên. Chứ còn á hả, cách nay 2 năm á là mình có đứng tại trong cái vườn nho này ở bên Nhật rồi cả nhà. Rất là ngon. Mà phải trái nho này không? Nho này. Phải nho này không? Cái nho này. Con thấy chùm nho ở trong hình đó, con thấy không giống nho này. Nho xanh, nho tím. Nho cả nho xanh. Cả nho xanh, cả nho tím. Tại vì mình đi theo cái tour ở cả nhà. Cái tour đợt đó là cái tour có dẫn mình đi tới vườn nho. Ăn thoải mái nhưng mà không được đem ra khỏi vườn. Ngọt ghê không? Ngọt. Ngọt. Cái trái này ngon. Cái trái mà có hạt hái từ trên cây xuống á, nó giòn lắm. Ăn giống cái gì Tùng? Nó không có giống cái nho mà giống gì cũng không biết cái gì luôn. Không giống mùi nho, không biết là đang ăn nho luôn. Mà không biết ăn cái gì luôn. Nhưng mà nó giống có thơm mùi ổi gì á, ổi chín á. Nếu mà đưa mũi đó đưa này mình không nghĩ là cái nho. Tại cái nho thường nó hơi dai dai mà nó hơi chua chua một xíu. Cái này là nó ngọt, nó ngọt như ổi luôn. Còn cái lúc mà mẹ đi á, trái Nhật này bên Nhật nè là còn nhỏ nên chưa được ăn. Trời ơi, cái bạn bán á, nói cái trái này có thể lên một tới một trái một ký luôn á. Cái trái này rất là bự nha mọi người. Trái dữ lắm, rất là bự luôn nha. Tại vì không biết trong video mọi người có thể thấy trái nó bự tới mức độ nào không? Rồi bây giờ tiếp theo con nghĩ là mọi người thử ăn dâu đi. Thử dâu ngọt không? Dâu này có cái hạt sạch sạch nữa. bắt chước dây. Không biết vừa ăn cái nho ngọt là vô, không biết tới ăn dâu có chua không biết. Mẹ nghĩ nó sẽ chua đó nhưng mà cái thường thường cái dâu này nó chua nhưng chua ngọt, nó có cái hậu ngọt, nó thanh. Ngon quá. Wow, không có ngọt, nó có ít ngọt. Vừa ăn cái này rất là cực ngọt mà ăn cho cái này không chua. Bữa nay đang định nói là mình nên ăn dâu trước tại nghĩ là dâu chua sẽ ngọt. Bởi vậy nó cũng không chua luôn cả nhà. Hay thiệt. Không chua. Dâu của Hàn Quốc, thấy không? Mình ngồi trên video mình thấy người ta bên Hàn Quốc người ta ăn dâu. Giờ mình cũng có thể cảm nhận được thật sự là Ngọc rất là tự hào về Việt Nam của mình. Bây giờ cái gì cũng có hết. Có tất cả hay còn ha? Có tất cả. Ngon. Mà cái này là có chay là phải có cái xịt xịt chút gì đó chút tùng hết á. Đó, y vậy đó.
ít hộp, chồng lại đâu có hộp đâu. Nghĩ với dâu là nhớ bữa con mẹ đi Đà Lạt, muốn cười lắm, thích Đà Lạt, nghĩ là ăn dâu cho nó đã cả nhà. Ăn rồi lên vườn dâu hái trái dâu nhỏ xíu đi nè. Nhưng mà đặc biệt không biết cả nhà mình có để ý không, cái đích của trái dâu á dễ ăn, những cái trái dâu khác là cái đích á nó bị chát. Con nói còn nhớ không? Còn cái trái dâu này không hề bị cái cuốn đích này. Mà cái loại trái dâu này sao là nửa trái màu trắng nửa trái màu đỏ chứ không phải là nó chưa chín hết đâu nghe con. À không biết sao cái loại nó vậy dâu nó như vậy nè cả nhà. Nửa trái thì màu đỏ, nửa trái thì màu trắng. Cái này nó giống như là gọi là nở gai đều nè, nó không bị mà sự cái đích nó bị cái hộp dâu này hồi nãy nấu giá nhiêu giờ quên rồi nhớ không? Hình như là 300 mấy ngàn. Có cái gì ngon, dâu này ăn ngon ngon dâu đâu à, dâu cái hộp dâu này chỉ có 287 ngàn thôi. 287 ngàn rồi cái nho, mà cái chùm nho nãy mình ăn đó là coi Nguyễn Thị Nho đâu. Nho hàng, cái chùm nho này mình ăn có giá là 935 ngàn tiền Việt Nam. Cái còn cái nho bên Mỹ mà con mua cho mẹ ăn là nho gì? Nho nào? Nho bên Mỹ á, con mua về mẹ ăn ngày á. Ủa cái này nè, dâu là dâu Mỹ. Ồ, ba cũng có xuống luôn rồi hả? Chào mọi người, ăn gì ngon vậy ta? Ồ, bây giờ ba xuống là phải cho ba thử cái trái này. Cái này là trái sầu riêng. Có thời gian chờ đợi chuẩn bị giới thiệu, con sẽ gọt cái này thử nha. Mời mọi người ha. Ba ở đây biết trái đó trái gì? Ăn thơm mùi sầu riêng lắm. Trái nguyên nguyên. Nguyên nguyên. Mời trái nhòn phải không? Ngọt ghê không? Ngọt ghê ha con. Và ba bên đất ghế ngồi ăn chung cho vui với gia đình đi. Ghê, giới thiệu cả nhà là ba rồi. Ba là một người rất là quan tâm, để cho ba làm chủ thầu này. Ba là người rất là thích ăn trái cây. Chị gần đi sẽ qua cho em cái cần thích ăn trái cây và đồ ngọt. Anh đủ là ngồi liền đó. Ba ngọt là thích ăn à, ăn kem, ăn kẹo, ăn kem. Cái đó là ngọt nói giỡn thôi chứ các bạn nhìn ba ngọt lên các bạn biết rồi. Nãy giờ không có ăn trái cây. Thấy ngon không? Ngon. Giờ là bắt đầu ăn thử cái này là phía sau con với Tùng đi công việc về, cái đi ngang qua cái thấy chỗ này bán đồ của Nhật, của Hàn Quốc với Nhật. Đây là dâu của Hàn Quốc. Nho này là cái giống của Nhật nhưng mà được trồng tại Hàn Quốc. Này chắc bác à. Nó mắc, nguyên một cái mâm trái cây này là con mua có giá 100 đô đó. Là 2.300.000. Ngọc muốn dịch ra cái giá tiền giá đô, tại vì có vài cô chú anh chị á muốn biết được cái tiền đô là bao nhiêu. Nhưng thật sự rất là mắc. Ở Mỹ nếu mà mua những loại trái cây này thì không có giá này đâu các bạn. Cái này là cũng lê của Hàn luôn hả? Lê của Nhật. Nhật hả? Không phải lê. Táo luôn. Táo Nhật. Táo da vàng. Của Nhật. À, nhìn thấy như trái lê nhưng mà là táo da vàng. Mẹ nói con mua, sao con không mua cái lê của Hàn. Con thấy nó ăn hoài. Ờ, biết rồi nhưng mà đâu có ngờ trái này là đó là táo Nhật đó. Rồi. Ủa, còn cái lỗi đây, đây, mẹ nè, mẹ là người cực kỳ thích ăn táo. Rồi, xin mời mọi người ăn táo với mình nha. Rồi, táo Nhật ăn như thế nào? Ăn gì, chịu hết ăn cơm. Ui, thì ba ăn trái cây mà ba đó chịu hết ăn cơm. Các bạn thấy bởi vì tướng ba học đi nho nó đi sao giữ dáng. Có nhiều cô chú anh chị nó ráng làm sao cho ba mập lên. Nhưng mà cái tạng của ba Ngọc vậy rồi, bây giờ chỉ cố gắng là cho ăn đầy đủ chất rồi giữ gìn sức khỏe thôi, chứ còn mà mập lên thì cũng hên xui. Cả nhà thấy anh em của bên chồng mình á, con mình ăn thứ hai với ăn thứ ba thì cao cao nhìn to to chút thôi giống mẹ, còn tất cả từ ông xã mình cho tới chú Mười á là không, mà nhưng chú Mười cũng có da thịt. À, chú Mười là thấp thôi mà giống cha mình, nhưng mà hả chú Mười có da thịt hơn cả mình. Sao rồi mẹ ăn táo chưa? Rồi ngon lắm con. Chua ngọt có đủ, nó có độ xốp nữa. Ừ, có xốp. Nói ăn táo là mẹ thích xốp vậy nè, chứ nếu mà nó giòn ngọt có người thích giòn, nhưng có mẹ không thích. Mẹ không thích giòn, thích xốp. Nó không có một mùi thơm mẹ, không nghe được một mùi thơm của táo. Mà ăn dầu có. Ăn dầu có rất là ngon. Ngon táo ngon cây áp đồ. Cái này cây là vậy là cây phải với cây hả?
cái video nè, tính ra Trang ngủ cũng là nỗi buồn đó. Có Trang là mấy cô chú được thấy là chị này diễn đạt ngon rồi nào. Ngon quá. Chào. Nhờ vậy đó mới ép được ăn được mấy miếng đó các bạn. Chứ ba Ngọc là không đời nào. Nãy giờ mà tụi Ngọc nói là nấu giỡn á. Tụi ăn đi, tụi thích ăn là ăn đó đi tụi. Thấy gì nào dễ mà. Ăn là ăn đó đi. À, mọi người sẵn video này Ngọc cũng chia sẻ luôn. À, khi mà mọi người coi cái video mà tiệc mừng thọ của bà nội Ngọc á, thì mọi người có hỏi là những cô chú anh chị trong gia đình tại sao vắng mặt. Thì gia đình nội Ngọc thì có từ thứ hai cho tới thứ 10. Bác hai thì mất rồi các bạn, bác hai trai mất rồi, chỉ còn lại bác dâu. Rồi bác ba thì có, bác bốn là ba của Ngọc, bác năm là chú Bình ở Mỹ, thứ sáu là cô Sáu, thứ bảy là chú Trung mất rồi đó, còn thứ tám là chú Tám, còn thứ chín là chú Chín mà chú Thắng mà đánh đàn đánh nhạc mà tóc nghệ sĩ đó, còn thứ mười là chú Mười là các bạn biết rồi, còn thứ mười một là cô Nhung ở Mỹ ở California đó. Là Ngọc muốn giới thiệu tất cả các thành viên trong gia đình cho tất cả mọi người cùng xem, tại vì mọi người hỏi ủa sao thiếu người này thiếu người kia. Thật sự là cái lễ thượng thọ của bà nội đó là gia đình cũng không có mặt tất cả các thành viên đầy đủ, tại vì tự nhiên tới ngày cái là mọi người bận công việc đột xuất, người thì bệnh, còn người bận công việc đột xuất nên là tất cả các con cháu có mặt. Các bạn thấy video rất là đông nhưng mà thật sự vẫn chưa đầy đủ tất cả các thành viên của gia đình Huỳnh Gia. Thì lần tiếp theo hứa là sẽ cố gắng, anh em cố gắng sắp xếp thời gian sẽ về đông đủ hơn. Dòng bên nhà nội của anh Bảo là đông, ngay cả con lẫn cháu nữa, riêng cái phần mà cháu cố á cả nhà là lớp Vincent, Vincent chay rồi đó. Hôm trước Ngân với bà nội rồi ngồi đến là 15 đứa rồi. Cháu cố á, 15 đứa. Mẹ mình tới 15 đứa cháu cố rồi cả nhà. Thì các bạn thấy tưởng tượng nếu mà tập trung đông đủ tất cả mọi người thì biết bao nhiêu cho nó. Cái bữa đó là thật sự chưa đông đủ. Rồi, bây táo giờ, vàng ở trong cũng màu vàng luôn. Bây giờ ăn thử cái táo đỏ này, thử táo vàng thử con sao. Táo mình nhìn có vẻ nó giòn hơn táo nãy nè. Nó giòn, nhìn nó giòn hơn. Nhìn nó giòn hơn. Ngọt hơn. Giòn hơn. Giòn hơn. Cái này xốp hơn mà không ngọt à. Bởi táo cái nãy mẹ nói có hai loại là giòn với lại loại xốp. Cái này là xốp bùi. Ngọt mà nước không luôn. Ngon. Táo là Mỹ nó có nhiều loại lắm con. Trời ơi, nhiều dữ lắm. Ở trong đó là hình như là mấy tổ báo rồi. Ừ. Mấy tổ báo rồi. Táo nhiều. Công nhận mấy táo là giống làm sao đâu mà. Quá trời táo luôn. Dữ lắm. Nhiều loại táo. Xin mời cả nhà táo màu vàng nha. Táo vàng, táo vàng. Táo mà đẹp nhất là phải nói là táo Bạch Tuyết. Cái màu đỏ mà. À. Tại trong siêu thị nó ghi rõ là táo Bạch Tuyết. Bạch Tuyết cắn vô cái là chết rồi. Mà nói cái táo đó là táo Bạch Tuyết là hơi bậy. Cái táo của táo đó phải gọi là cái táo chờ hoàng tử. Tùng, tiếp tục đi Tùng, chi đâu ngại mấy. No hả? Hôm nay cả nhà cũng hay thắc mắc hỏi sao mà chú Năm kêu anh Bốn mà lại là chị Bảy á cả nhà. Gia đình bên chồng mình vậy á, không có kêu theo thứ của chồng của mỗi người ở nhà. Ví dụ như chị dâu thứ hai của mình á, chỉ tên Kim Nữ, thì bây giờ mình muốn thích kêu chị Hai thì mình kêu, mình muốn thích kêu chị Nữ thì mình kêu, còn chị dâu thứ ba chỉ tên Kim Chi thì mình chị em mấy người em chồng trong gia đình á muốn kêu anh Ba, kêu chị Chi vậy đó, chứ không phải kêu là anh Ba chị Ba như những cái gia đình khác. Chồng mình thứ tư thì mấy đứa em chồng mình kêu bằng anh Bốn, nhưng cũng kêu mình bằng chị Bảy, chứ không có kêu chị Bốn cả nhà ơi. Tại mỗi gia đình có cái cách như vậy á. Rồi đó. Rồi con á thì chú Mười, còn vợ chú Mười đáng lẽ phải kêu thím Mười hả? Mà con kêu là cô Duyên. Thì ngày xưa các bạn biết không, lúc mà hai cô chú chưa lấy nhau, cô Duyên tới nhà chơi, cô Thảo vợ chú Chính tới nhà chơi, lúc đó là chưa có cưới hỏi gì mà, thì cứ kêu bằng cô chứ không lẽ chưa cưới hỏi kêu thím đó. Nên là khi như vậy ai cũng kêu bằng cô hết, kêu bằng cô Duyên, cô Thảo, chứ không có phải là thím Duyên nữa. Chỉ có một mình thím Phượng là kêu bằng thím Phượng, thím Phượng cưới quá lâu rồi.
rồi mình cái nề cái nếp nó vô là phải kêu, còn không ấy là cứ kêu cô Duyên xả láng luôn. Tại vì lúc đó là đã được sinh ra và đã được gặp cô Duyên trước khi cô chú cưới nhau, nên là đã gọi như vậy nó quen rồi. Nên là nhiều người rất rất là thắc mắc là tại sao cái nói chung cái bạn xưng hô là không hề quan trọng. Chủ yếu mình không có quan trọng cách chủ yếu là gia đình gặp nhau vui vẻ, kính trên giường dưới, yêu thương lẫn nhau, đó là cái điều mà quan trọng nhất rồi. Rồi với lại là nhiều cái video mà mọi người la Ngọc là tại sao mà Ngọc ngồi chơi với lại những cái chú người lớn, những cái bàn của người lớn, tại vì gia đình Ngọc thích như vậy, tại vì gia đình Ngọc muốn được như vậy. Giống như là chú cháu ngồi thì có xem chú cháu ngồi với nhau ấy, nhậu ấy, ngồi chung bàn hết. Cháu trai cháu gái cháu cũng ly ấm 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 cháu trai ly với bà nội ấm 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 ấm, đúng không? Hồi xưa còn ông nội cũng vậy cả nhà ơi, ông nội cũng ngồi vô là ông nội rồi con rồi cháu ngồi mà thiếu mặt đứa nào là không được cả nhà. Không được, không thiếu là không được, gọi cho bằng được. Về ăn con ơi, về ăn. Giống như là bây giờ ngồi xuống, bây giờ ngồi xuống với chú 10, chú 9, chú 5, chú 8 rồi cái chú quay qua ủa Bảo đâu rồi. Rồi cái ngồi hỏi ủa Hậu đâu rồi, sao tụi bay không có mặt ở đây. Rồi mấy đứa rể cũng vậy, tụi bay tới đâu rồi kia, rồi cái tới Ngọc đâu, rồi con Thảo đâu, rồi con bé Trâm đâu. Là nguyên một chú cháu là ăn xong hát ca rồi cụng ly vô rồi hát ca với nhau vui vẻ xung vầy. Như vậy mới là một gia đình, Ngọc nghĩ như vậy mới là một gia đình vui vẻ hạnh phúc, không có phân biệt trên dưới, đã gọi là gia đình. Khi mà ngồi chung một cái mâm đó thì tất cả mọi người đều đồng lòng để cùng có chung một cái cuộc vui đó. Mình cũng vậy nữa, tại vì mình là bị huyết áp nên không uống bia. Chứ nếu mình cũng không bị huyết áp là mình cũng ngồi vô cái sòng đó cũng chơi vui vẻ bình thường. Bởi bữa hổm thấy con cháu anh em chú cháu tập trung chơi vui vẻ quá, mà Ngân thì lại mắc ba ly nhỏ quá, nên mình nói còn cố gắng đi, cố gắng đến lúc mà ba ly lớn rồi á hả, tập trung tụ thì đó chơi rồi là vô là bút xả láng sáng thì sớm chết rồi. Nhưng mà lúc con mới cưới anh Bảo là lúc chưa có em bé là 16 tháng đầu đó đi chơi là mỗi lần về cũng đi chơi y chang vậy, đi chơi y chang vậy đó, đi chơi tới 2-3 giờ sáng đi tụ tập cũng chơi vậy đó. Anh Bảo dẫn theo chơi bởi vậy nên nhà lớn khác nhà khác có thể nhiều cái nhà khác á, thì bậc cha chú á, thì phải ngồi riêng, con cháu á, thì phải ngồi riêng chứ không được ngồi chung giống như vậy. Mỗi gia đình mỗi cách sống vậy đúng rồi, mỗi gia đình mỗi cách sống. Đang nhất những cái lời chỉ trích của tất cả mọi người đó thật sự nó không có sai, nhưng mà nó chỉ là không có tại vì mọi người chưa có hiểu biết nhiều về gia đình của Ngọc. Giống như Ngọc ở bên cuộc sống Mỹ thì Ngọc chỉ ngồi một mình thôi, mọi người chưa có quen thuộc với cái hình ảnh mà Ngọc và gia đình khi mà tụ họp với nhau như thế nào sẽ là như thế nào, nên là mọi người hơi bị sốc, mọi người hơi bị cái tức là số con này con gái con lứa với lại con nhỏ mà đi ngồi với lại ông bà cô chú rồi này kia là tầm bậy. Ngọc cái đó là mọi người không sai, mọi người rất là đúng về cái đó. Nhưng mà thì sau cái video clip đó thì mọi người cũng hiểu thêm về gia đình của Ngọc rồi. Cũng là hình family, gia đình là như vậy đó. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Mặc dù cái video clip ngày hôm nay là review ăn trái cây, nhưng mà cũng là đồng thời chia sẻ với tất cả mọi người về những cái vấn đề mà thắc mắc vừa qua của mọi người dành cho gia đình. Thì xin cảm ơn tình cảm chân thành của mọi người, lúc nào cũng yêu thương quý trọng cho gia đình. Cảm ơn những cái số điện thoại, những cái cuộc gọi mà mọi người gọi tới và yêu thương, dành những lời yêu thương nói chung là tột cùng dành cho gia đình. Gia đình rất rất là mang ơn những cái lời động viên đó. Thật sự những cái đó là những cái động lực lớn để cho Ngọc và gia đình có thể tiếp tục làm thêm những cái video gia đình đời sống để mang tới tất cả mọi người nữa nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Xin chào tạm biệt cả nhà.